Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bakewood 2. Và ngày hôm nay mình cùng ốc sẽ có một cuộc thi gọi là rất là mới luôn. Đó là cuộc thi câu cá. Đúng rồi, mình đã sắn tay áo lên để đi câu rồi này các bạn. Được của nó đấy. Ốc đúng là dạng không đùa được đâu các bạn ạ. Trò gì cũng chơi được nhưng mà chơi toàn thua. Có cái trò đấu trí, các bạn quay lại xem kênh này. Có cái trò đấu trí mình thắng Bêu Thành luôn á các bạn. Thôi được rồi, vậy trong video ngày hôm nay các bạn xem Bêu Thành và Úc ai là người chiến thắng. Và đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ thì đi câu thôi. Đi câu cùng Bêu Thành và Úc thôi. Anh sẽ câu hẳn cá voi, cá mập, cá khủng long. Ok. Rồi, anh đã vào trong game. Sao con trai lại cho anh trước cần câu màu hồng thế này? Thật là nam tính các bạn ạ. Úc đâu rồi ta? Bêu Thành cứ đấy bốc phét đi. Mình đang câu, ui, mình câu được hẳn butterfly. Ôi, câu được hẳn con cá đầu tiên rồi các bạn ạ. Ghê đấy, nhưng mà ốc không biết rằng chúng ta phải đi luyện tập. Đúng. À, thế à? Đi luyện tập à? Thế thôi, mình quay lại luyện tập các bạn. Để mình kéo được một con cá to hơn thì mình cần phải luyện tập các bạn ạ. Để mình có thể sức kéo nó nặng hơn và mạnh hơn ấy, kiểu thế. Đấy, vậy là phải training à? Đúng rồi, đây có một cái hồ và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập bằng cách giật ở đây. Rồi. Hóa ra là câu cá cũng cần phải training à? Mình tưởng là cứ thả mồi xuống là câu thôi. Phải luyện tập chứ, ban đầu em cứ vứt mồi xuống em giật làm sao được. Tí á, ở đây mình có thể mua được những cái cần câu rất là xịn này các bạn này. Ôi, cần câu magma này hẳn 899 Robux là đắt nhất, tăng 300% tốc độ. Đây ngoài ra còn có cần câu màu xanh, màu tím, màu hồng, màu vàng đấy. Rất là nhiều cần câu xịn luôn các bạn. Cần câu này 100m tiền mới mua được. Ngoài ra trong shop anh xem còn gì nữa không? À đây còn mồi đây này, mồi xịn cũng sẽ câu được cá khổng long nha. Cá to nha, những con cá mà nó sẽ ăn những cái mồi xịn đấy các bạn. À thế à? À đúng rồi. Đấy, sau một hồi luyện tập anh thử ra câu xem là câu được con gì không nha các bạn. Câu được cái nịt. Sao lại câu được cái nịt? Chắc chắn là chỉ câu được cái nịt. Anh mình câu cá khổng lồ luôn rồi các bạn ơi, anh bắt đầu đi câu. Hy vọng là anh Bưu Thành có thể câu được một con cá to nhất, đó là cá mập. Hả? À, đợi tí. Anh sẽ câu. Em câu với. Anh giật mãi chẳng được con gì các bạn ạ. Tất nhiên rồi, anh yếu quá hả lo. Yếu cái gì, anh giật rất là mạnh. Mình câu được một con cá mới. Không biết là trong bộ sưu tập của mình nó ở chỗ nào, mình không biết. Chính nha, anh câu được con gì đây. Các bạn chuẩn bị xem con cá đầu tiên Bưu Thành câu được là con gì nhá. Wow. Con cá mi ruôn đỏ cái gì ấy? Đỏ thẫm. Yeah, được con cá đầu tiên rồi các bạn ạ. Mình xem câu vòng, là con cá bướm và vòng quay. À, anh có một vòng quay free anh quay nhá. Xem được cái gì. Tích. Ra cái gì? Gì cái ra là ra cái gì? Ra 100 cái móc câu, đỡ phải luyện tập 100 lần. 100 lần các bạn ạ, phiền quá. Mỗi lần này chỉ được tăng có một tí sức mạnh. Bây giờ lâu mình lắm. Mình đã có đủ xu để mình có sẽ đi mua cái mồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mua mồi bobber là một quả bóng. Đấy, mình sẽ trang bị cái mồi này lên. Đấy. Thế là câu cá mình bán luôn lấy tiền xu hả? Đúng rồi, câu được cái bán luôn. Mình vào cửa hàng xem nào. Ở đây chúng ta có mua củ cưng này, mua trứng may mắn này, mua VIP này, mua cần câu này đây thì các bạn vừa xem rồi. Ôi nhưng mà khi mà mình câu những con cá đều đều là mình bán là ít xu lắm đây với Thành ạ. Tất nhiên là cá đều rồi bán đắt. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ví dụ em bán con cá đồng đong rồi bán 1 tỷ ạ thì mua. Ha, anh nói đúng. Đấy, x2 tốc độ câu cá này, x2 sức mạnh câu cá. Nên lấy x2 nào ốc? Nên là x2 sức mạnh. Ok anh. Vì chỉ khi có sức mạnh không cần phải có tốc độ, sức mạnh kéo nó phát lên luôn. Đúng, hợp lý. Tốc độ kéo giật một phát lên luôn mà. Ok nha, anh sẽ mua gọi là x2 sức mạnh câu cá. Ok luôn. Mua đắt thế, cùng mua cái cần câu xịn đi. Tí anh mua cần câu xịn mà, nhưng mà bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ luyện tập đấy. Để xem tập của ốc đang giật. Đấy, đào tạo để tăng sức mạnh của bạn. Em xem em có vòng quay không? Em cũng có một vòng quay để em quay nhá. Ra cái gì? Chả ra cái ui, gì? Ui, ra có 10 xu. 10 xu. Còn xu hơn Bê Huy Thành nữa. 10 xu. Quá là ngu các bạn ạ. Bây giờ mình đã có hơn 1.000 móc câu. Mình nghĩ là mình rất là khỏe. Bây giờ mình phải đi ra câu luôn. Sao ốc có nhiều móc câu nhanh vậy? Bây giờ anh chỉ vào hàng ngày thì anh chỉ nhận nào. Nhận được không? À, chưa nhận được các bạn. 1.000 móc câu. Sẽ câu cho các bạn xem. Ôi dồi ôi, câu được con gì? Ui, câu được con Crimson Mino. Chẳng biết là cái con gì. What the hell? Ủa nhưng mà sao câu của ốc lên nhanh thế? Em luyện tập đó Bê Huy Thành. Ủa luyện tập nhanh của anh mỗi lần mới tăng được có 1 sức mạnh, 2 sức mạnh. Bây giờ là anh phải
cố gắng đi câu để xong rồi mua cái mồi xịn ra câu những con cá để tăng su lên. À bây giờ tăng mình su xong rồi luyện tập nhiều lên. Anh phải luyện tập đi, anh vừa nhân hai đấy. À anh sẽ trang bị con sâu. Anh được có mồi con sâu thôi, em là mồi bóng rồi. Thế à? Ồ không, không được các bạn ơi. Anh sẽ giật. Anh sẽ câu cá, anh thả cái lưới câu xa thế kia, chắc chắn anh phải câu được con cá to lắm. Cá bướm. Cá bướm hả? Ờ. Rồi, xem này được con gì nha các bạn. Giật. Hey, em câu toàn những con cá bé. Ôi, cá bơ bay. Cá bơ bay. Anh câu vào, anh câu vào chân cầu nhà ốc xem được con gì nha các bạn. Ờ, suốt ngày câu được con butterfly thôi. Cá ngựa vằn. Ờ, em chưa câu được con cá ngựa vằn luôn. Ui, nãy giờ anh câu toàn con cá kỳ lạ ru luôn, anh chưa thấy bao giờ. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Cố gắng bán được nhiều xu. Minnow. Đấy, không đùa được đâu. Thế là bây giờ anh được có 45 xu rồi. À, chưa đủ mình mua một câu mới. Mình sẽ trang bị một cái cần câu mới. À không, chưa được, mình sẽ cố gắng trang bị cái cần câu 100 xu các bạn ạ. Mình đang tích cực câu. Này, được con gì đây, các bạn đoán xem được con gì. Wow, anh vừa câu được một con, tăng một phát 10 xu luôn, bán được 10 xu luôn mà. Anh câu con cá bướm. À, cá bướm được có mấy xu đấy cá các bạn. Cá bướm tèo lắm. Đúng rồi, phèn lắm các bạn. Phải bán câu được con mấy cá xị. Xu. Ui, em toàn bán được con cá có 3 xu. Nãy lại bán là được con 10 xu quá xịn luôn. Con 50 rồi, bây giờ anh sẽ mua được mối câu mới. Đó chính là quả bóng này. Đúng rồi, quả bóng đấy là may mắn câu được cá to hơn đó. Thế à? Xịn anh này sẽ câu được con gọi là cá khủng long. Cá gọi là cá mập. Còn lâu mới câu được cá khủng long nỉ. Vẫn là cá bướm ở đây, toàn cá bướm nữa các bạn ạ. Cá bướm bán được 3 xu, phèn lắm. Ờ, phèn lắm được. Ui, nãy giờ em toàn câu được nào là cá bán được 8 xu với 7 xu thôi. Ui giời, lại minnow, toàn cá ấy với minnow. Ê, bây giờ mình sẽ mua cho các bạn xem cần câu 100 xu melon. Tăng 30% speed. Trang bị luôn này, bây giờ nhìn cần câu mới chưa? Ui, lạc mắt chưa? Chưa? Sao ốc vẫn có cần câu mới? Anh lại vẫn dùng cái cần câu màu hồng. Thật đàn nữ tính này. Anh là con trai không thích cần câu màu hồng đâu. Tăng tốc độ nha, lên. Anh giật được cá mập. Ồ, không cá được. Vàng. Mình nghĩ là mình phải đi luyện tập thêm. Bởi vì sức lực của mình mà không câu được con cá mạnh hơn là đấy là do su cá nạ. À, mình mở được trứng này các bạn ơi. Mình về đây mình sẽ mở trứng 25 xu để xem nó ra cái gì nha. Câu được con cá bướm, xem ốc được cái mở gì nào. Mở trứng hình cái cây. Hình cái cây ra. Ra con ly giáp, một con thằn lằn các bạn ơi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thằn lằn, xấu. Xấu là nó nhân to 1,5 thuần tốc độ đấy. Bây giờ anh lại phải rúc vào cửa hàng ấy xem là có cái gì hay ho các bạn ạ. Tiền xu nè, à mình chỉ mua được tiền xu thôi. Ở đây là có may mắn 2x sức mạnh câu cá, 2x sức mạnh may mắn. Mình câu được một con màu hồng. 15 phút thôi các bạn ạ, không được lâu đâu. Ui, mình thật sự là rất thích cái cần với cái móc câu VIP ở đây. Nhưng mà trông nó có vẻ hơi đắt. Nếu mà cộng hai cái lại và là gần 2.000 Robux cơ các bạn ạ. Ôi giời ơi. Đây là kíp cá đôi. Thế là mình câu một con là thành được hai con cá à? Ừ, đúng rồi. Ồ. Nhân đôi xu lên. Ồ. Thế thì phải mua. Ờ, thế là cũng hợp lý, mua cái đấy cũng được. Đấy, mua luôn. Đấy, ok rồi các bạn. Ok. Thế là câu một con thành được hai con. Thế em tí mình x 2 tiền lên là tuyệt vời ông mặt trời. Ủa, sức mạnh câu cá của ông đã 1.500 rồi, của anh mới có 700. Mở thêm một quả trứng nữa. Ra con gì? Ra con chích, một con gà các bạn ạ. Ôi giời ơi. Nhưng mà của ông sao tăng sức mạnh nhanh thế nhỉ? Của anh cứ mãi không lên được, mỗi lần chỉ được có một sức mạnh là sao? Ồ, ai biết đâu. Ủa mà cái mình vừa có thêm thú. Thêm một con thú dragon. Trang bị luôn 3 con thú. Nhìn ốc VIP quá rồi. Ủa, baby thành đâu, nhìn lắc mắt chưa? Nhìn này. Đâu. À. Ôi, ông có 3 con thú. Con anh lú như con cú, chả con thú nào. Cây tươi nhờ. Bên này lú đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao ốc một lần luyện tập ốc được bao nhiêu? Ốc luyện tập được 1 thôi. Ờ, nhưng mà sao em luyện tập nhanh thế nhỉ? Ai biết đâu á. Mình phải click vào, click nhiều vào. Ồ, anh sang hồ bên này rồi mà. Ờ, hồ bên này hồ 3 ngày chắc là câu được cá to hơn. Nhưng mà nó lực kéo cần phải nhiều hơn. Anh chỉ có 600-800 lực kéo ăn thua đâu. Em phải 1.600 lực kéo đây này. Thế thì anh cứ luyện tầm một xíu, anh ra câu được cá to. Đúng rồi. Mỗi lần tăng được một mà rõ ràng anh mua x2 rồi. Đều thật đấy các bạn ạ. Cái đấy hồ băng phải thực sự phải khỏe mới câu được đấy. Ui, sao bên này nhân cộng 12 luôn. Đùa, anh mua x2 mà sao nó phèn phèn nhỉ các bạn nhỉ. Cay thế nhỉ. Không biết luôn.
dân mình cứ làm chăm chỉ làm việc thôi các bạn ạ. Mình không biết Bêu Thành đã làm gì nữa. Mình đã có 2.000 sức mạnh và mình chuẩn bị đi câu ấy các bạn. Mình sẽ cố gắng lên 2.500 để mình đi câu. Đây, đang luyện tập, vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ mà. Có gì đâu, nhưng mà sao lại phèn quá các bạn ạ. Không sao đâu, anh sẽ đi câu. Anh chưa mua được cần câu mới à? Tại vì anh lười câu á, anh toàn câu phải những cái con xui xui á. Đây rồi, anh sẽ câu bên này, sẽ câu một phát được cá mập. Cá bướm các bạn ạ, à, bên này toàn mấy con cá phèn phèn, chả được con cá gì xịn. Ôi, ui, cá con này khó quá các bạn ơi, nhìn này. Con này của mình mãi không câu đâu luôn này. Ôi, mình câu mệt, không thở nổi luôn. Kéo lên, con này chắc em câu được cá mập rồi, Bê Quy Thành ơi. Cá mập cái gì, em câu được hòn đá rồi. Câu hòn đá cái gì? Câu cá mập này đang sủi đây, sủi bọt đây này. Ôi. Bê Quy Thành chả biết gì, mỏi tay quá. Lợn mày sắp được con gì rồi? Được hòn đá. À, con chó này. Không có gì. Được cái gì? Một con blue tang cộng 30 xu. Ông nhìn thế này, bây giờ anh câu một phát, anh câu được hẳn 2 con cá luôn. Thấy không? Được hẳn 2 con hả? Luôn. Ừ, được 2 con khác nhau luôn ốc ạ. Ủa thế á? Một phát câu được 2 cá? Ừ. Mà ơi. Ủa thế thì anh lên nhanh lắm, anh phải đi mua cần mới đi. Ờ, anh quên mất, còn không trang bị cái mồi mới, đâm ra là không câu được cá xin hơn. Đúng rồi. Đấy, bây giờ tiền của anh gọi là tăng nhanh lắm các bạn. Đấy, các bạn thấy cái mồi mới của anh ở trên nước không? Nổi, quá nổi luôn. Cá gọi là quá thích luôn, cá vàng ấy. Câu một phát được 2 con. Ờ, câu phát được 2 con luôn. Giật liên tục luôn. Cái này mà mang về rán thì thôi rồi, ăn từ giờ thì Tết không hết. Đấy. Vùng nước đấy nó dễ thôi. Anh phải sang vùng này nó mới khó này. Nó là nó nặng lắm. Bây giờ là để anh xem nào. Chúng ta có thể mua được cần câu mới với giá 50 xu, 100 xu. Ôi, mua 150 đi. Ờ, cần câu này 150 này, trang bị. Ui, cần câu này xịn nha. Cần câu đen luôn, mình xịn. Đấy, bây giờ thử sang đây luyện tập xem nào. Luyện tập mỏi tay quá. Ấn auto tu trên được mà. Không, mình phải tích cực ở ấn này nó mới nhanh. Ôi giời, chả nhanh hơn đâu các bạn. Ấn auto nó tự cứ thế nó giật thôi. Ốc không biết gì, ốc cứ ngồi ấn chuột hỏng hết cả chuột. Ốc cứ chơi game này mấy hôm sau phải mua chuột mới cho ốc. Nên các bạn nhớ xem quảng cáo trên video của anh thì ốc có kinh phí mua chuột mới nha. Chứ không tụi mình chơi này hỏng nhiều chuột quá. Ôi giời, anh đang luyện tập ốc ạ. Rất là chăm chỉ luôn. Em câu được con gì ở đấy rồi? Em câu được một con 30 xu đấy. Quá phèn, luyện tập này lâu quá nhỉ các bạn nhỉ. Lâu lắm, lâu bây giờ lắm. Mình phải mua cần mới. Mình cần phải mua cần mới. Anh thử ra đây câu xem, ốc bảo câu lâu lắm. Câu lâu lắm, khỏe, mình phải khỏe mới câu được. Ui, em câu được con cá lóc. Cá lóc à? Ờ. Ồ, được đấy, anh cũng sẽ câu được con cá lóc như em cho mà xem. Cá lóc hoa đấy. Con cá lóc là con mà nó phồng mồm lên lắm, Bê Quy Thành biết không? Ờ, người nó tròn tròn á. Thông minh lắm. Rồi các bạn ơi, bây giờ là tụi mình đang hai đứa đang thi nhau bấm chuột và là đinh đinh hết cả đầu luôn rồi. Nhà lâu pha chuột. Lâu một phải. Con cá funny. Em có được con cá funny cộng cá. Cái gì vậy? Anh câu được một hai con, một con cá lóc với một con cá màu xanh, các bạn thấy không? Thế nhưng mà bán được bao nhiêu xu không nhìn thấy à? Bán được phèn, cái sức mạnh của mình sao phèn đấy các bạn ơi. Em 4.000 sức mạnh mà câu còn lâu này, anh phải luyện tập nhiều vào. Ê giời, sao có cái cần xịn đấy, luyện tập nó lên nhanh lắm. 300 sức mạnh tốc độ. Ủa, cái cần này mà cộng 300% sức mạnh tốc độ là cái nào? Cái gì? Ui, câu được Upper Fish 200, à, mình phải vào thì mua cần mới các bạn ơi. Các bạn ơi, cái dây cần câu của anh câu tới tận nhà vẫn được luôn. Dây cần câu quá dài. Ảo thật đấy. Ôi giời ơi. Từ từ, ở đây anh vừa thấy bán đang giảm giá này các bạn này. Từ từ, mình xem cái móc câu này. Ờ, phải mua cả mồi xịn nữa các bạn ạ. Hôm nay anh đầu tư lớn. Các bạn nhớ xem quảng cáo cho anh nhá. Mua cái gì đấy? Anh mua cả cần câu và cả lưỡi câu màu vàng. Ôi trời ơi, để cái gì xem ai câu chơi được lại. Để anh có xem anh có câu được gọi là con cá mập hay là con cá voi khổng lồ không nhá các bạn. Trời ơi, mình vừa câu được một con bán được 100 xu lận. Bây giờ mình phải cố gắng mình câu. Nó đang được giảm giá các bạn ạ. Đấy, anh mua. Giảm giá còn bao nhiêu tiền? Còn 1.200 Robux, trong khi đó mình mua ở đây mỗi cái là gần 800 Robux luôn các bạn ạ. Ờ, thế gần thì là 900 luôn á. Ờ, thế là tiết kiệm được 600 Robux. Đấy, ok các bạn ơi, bây giờ là anh có cần câu xịn nhất đây, cần câu mắc ma cộng 300% tốc độ. Ngoài ra anh có một chiếc lưỡi câu màu vàng. Đấy, 800% may mắn. Ui, quả này mà không câu này được nữa thì thôi rồi đấy ông ạ. Hơi buồn. Để xem anh mà có phải may mắn không nha các bạn. Anh câu gọi là câu được cá mập luôn các bạn. Nên là các bạn xem quảng cáo cho anh, thấy video trong quảng cáo các bạn nhớ xem để hôm sau anh lại có Robux để mua nhá. Chứ tiêu Robux như thế này hơi tốn tiền đấy. Đúng rồi. Ê, em mới mua mồi mới à Bê Quy Thành ạ. À, anh cũng phải mua mồi mới vô. Mồi mới gì, anh có cái móc vàng rồi không? Nhưng mà phải có mồi.
Mồi hả? Móc như móc không có mồi à? À cái móc là cái mồi luôn à? Ờ, câu cá bằng mồi móc vàng cơ. Cá phải ăn lưỡi vàng lưỡi bạc thì là cá, là cá phải cá xịn lắm ấy. Trời, không hiểu luôn. Ồ, ốc có 4.000 sức mạnh sao của anh nó cứ phèn phèn, cứ chậm chậm nhỉ? Bây giờ anh sẽ đi tập luyện một lúc các bạn ơi. Đấy, tập luyện một lúc anh sẽ đi câu. Đấy, của anh nhảy nó cứ như này. Ừ, nhanh á. Nhanh hả? Ừ. Anh thấy vẫn chậm lắm các bạn ạ, chả nhanh tí gì. Xem ốc câu được con gì nhá. À hay là anh thiếu thú cưng nhỉ? Câu được con gì? Ờ thiếu thú cưng ấy các bạn. Câu được con pufferfish cộng 25 xu. Bây giờ mình sẽ đi vào mình mua cái cần mới các bạn ơi. Mua anh cần sẽ mở quả trứng này. Tịch tinh tịch tinh tịch tinh tịch. À anh biết rồi, vì lúc nãy giờ anh không có thú cưng nào nên là anh yếu phèn phèn. Anh sẽ trang bị tất cả. Ok, 5x rồi đấy. Ồ, các bạn ơi. Ui con gì mà 5x ghê vậy. Ui, hóa ra là có thú cưng mình sẽ có thể là luyện tập nó nhanh hơn các bạn ạ. Bây giờ là anh 2.000 rồi. Thế này anh phải câu được cá mập. Anh có thể kéo được cả con cá voi. Vì cái cần sức mạnh, cần mắc ma và lưỡi câu móc bằng vàng. Ngủ đi em ơi, không không ai cứu được em đâu. Đó khoảng 3 con thú cưng rồi cả, xịn vậy. Ba con nhận đó, nhận hàng đó. Nhận hàng đó các bạn ơi, ốc cực VIP luôn. Cái này á, 390 notebook được có 6x. Chắc chắn luôn, quay rất đen các bạn ạ. Không bao giờ được 35x. Anh rất đen thì hôm nay chắc là anh sẽ mua bằng những cái gọi là có sẵn ở trong game. À, anh vượt qua sức mạnh cần câu của ốc rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bọn mình nhìn thấy có super trứng này. Thành ơi, có super trứng. Super trứng à? Ờ. Em mua nhá. Anh câu được cá nhà táng. Ủa kinh nghiệm, cá nhà táng to lắm đấy. Anh bốc phét đấy. Cá màu con xanh tang. À, ê có nên mua cái super VIP này không? Em mua super VIP nhá. Ui không, super VIP bình thường. Sức mạnh của anh bây giờ giật cả. Ui cả cá nóc, cả con cá ấy luôn. Bán được phát được 200 tiền luôn. Tí anh vào kia mua con thú cưng 150. Ui ấy ơi, các bạn câu một phát hẳn hai con luôn. Cần câu quá xịn. Ui ui rồi con gì đấy. Ôi cả... mỗi lần bên mình có hơn trăm xu các bạn ạ. Bây giờ anh sắp trở thành đại gia rồi, anh chỉ cần câu này một xíu nữa là anh gọi là quá đỉnh luôn các bạn. Đấy, câu xa xa cho bên kia xem được con gì nha các bạn ơi. Các bạn đã xem anh sẽ câu được con gì. Ui được hẳn hai con hồng tang. Ui 500 xu rồi các bạn ơi, anh quá đại gia rồi. Bây giờ anh câu cá gọi là kiếm quá nhiều tiền, nó câu phát hẳn hai con. Bây giờ là mua quả trứng này xem được cái gì nha các bạn. Tịch tinh tịch tinh tịch tinh tịch. Trứng xương rồng ra con gì. Ra gà. Con hiếm. Con hiếm luôn các bạn ạ. Hiếm thì trang bị vào xem nào. Đấy. Con này là tăng 2,3. Hiếm 2,3 ấy. Không bằng cái con này. Đúng rồi. Trong hiếm cái gì. Xem ở đây con nào. Con gà 31%. Con này có 47%. Hiếm cái gì mà hiếm. Các bạn anh sang khu mới rồi ông ơi. Em câu tiếp này. Em đi câu đi. Câu là đúng rồi mà. Em bây giờ ốc đã yếu hơn Bê Cô Thành rồi. Lúc đầu anh Bê Cô Thành yếu, hóa ra là ốc có nhiều con thú cưng. Thế là ốc đi luyện tập một tí là ốc trở thành VIP. Đấy, nhưng mà Bê Cô Thành bây giờ là anh có cần câu mắc ma này, trông rất là oách. Cộng theo cái lưỡi câu bằng vàng được gọi là đặc cấp rồi các bạn. Không nói nhiều. Từ từ mở một quả trứng bên này xem được cái gì nha các bạn. Anh nghĩ trứng bên này sẽ xịn đấy. Đập. Ủa một con hổ luôn, thú cưng con hổ bình thường. Theo con hổ này nào, tăng 2,5x. Rồi, nói chung trang bị tốt nhất đi các bạn. Trang bị được tối đa 3 con. Ờ, 3 con. Đấy, sau đó mình luyện tập. Xem được quà tặng gì không ta. Ủa, được quà tặng này, thế mà từ nãy giờ không nhận. Hiểu kiểu gì. Tức cực luôn các bạn. Ok, nhận hết rồi sao ạ. Thì đấy, con này 1 giờ là nhận được một con núi lửa luôn các bạn ạ. Thế này. Ồ, được một con rồng này. Con rồng này phèn à, con rồng có 2x. Huyền thoại mà được có 2x. Huyền thoại tào lao đấy. À, huyền thoại tào lao. Ui bên này câu cá trên băng luôn các bạn ơi. Anh thử câu xem được con gì ở trong cái vùng băng tuyết này nhá. Ui dồi ôi, cá bên này câu vẻ rất là khó và nặng. Ờ, trên băng cơ mà. Các bạn thấy lưỡi câu bằng vàng của anh không? Đấy, chắc chắn là cá nhìn vào cũng bị hấp dẫn luôn. Ui dồi ôi. Được con cá sư tử. Cá sư tử á? Một phát 799 tiền. Ui, luôn rồi. Xịn đấy. Em Bê Cô Thành may mắn quá. Ờ, xa khu này cá nó cũng sẽ đắt hơn. Mà mình đi càng xa thì cá nó càng đắt các bạn ạ. Ờ, bên này em cứ toàn câu mấy con liều tiều. Xong, câu được luôn. Đây tiền luôn các bạn ạ. Bây giờ là... Ui, 1.000 tiền nó như giàu ấy. Đại gia Bê Cô Thành câu cá gọi là cần câu quá xịn. Mua hẳn cả cần câu nữa cơ vào 1.200 notebook cơ mà. Các bạn đứng sau anh ấy, nên là các bạn nào mà ủng hộ anh thì lại tiếp tục xem quảng cáo nhé. Có video,
có quảng cáo VR xem hết thì lần sau anh lại có đồ gì xịn. VIP nhân game anh lại mua cho các bạn xem luôn. Đấy chứ bình thường các bạn vào chơi là mua làm gì có notebook để mua những cái cần câu VIP như thế này đâu đúng không? Đấy, đúng, nhìn đúng. Này. Đấy, úi xồi. Trông như kiểu có dòng chảy magma lava ở trong cái cần câu của anh ấy. Đúng. Nhìn đúng. Cái cần câu của ốc phèn quá phèn, à? Phèn. Em mua luôn cần mới luôn. Wow. Ui, mua luôn cần mới à? 500 xu luôn. Đấy. Đây à, ui đây có nhiều cần này, ốc mua hẳn cần 100 triệu này ốc. Không có tiền đâu. Quýt mi có tiền. Này, cần câu của em màu vàng lấp lánh này. Ai à, lấp lánh ông ánh à, thu hết cần lava của anh. Đấy. Anh đang luyện tập, anh sắp được rồi đấy các bạn ơi. 26.000 sức mạnh rồi, bây giờ anh đi câu xem nào. Ui, 26.000 sức mạnh nhanh lắm. Đấy, rụt. Đấy, các bạn xem này, là được con gì, ốc đoán xem được con gì. Ờ, được con gì á? Ù. Gì ấy? Tự nhiên lên nhìn xu chả hiểu gì các bạn. Đây nhìn lại nhá, xem là này anh câu con gì nhá. Đố ốc biết này, con gì này. Ồ. Con gì? Đầu bếp và cá sư tử, cá đầu bếp và cá sư tử. Ừ. Nói chung là anh câu khá xịn, anh nhiều tiền lắm rồi các bạn ơi. Đấy. Ui sao dồi. Anh không đổi mồi đi bê Quý Thái. À mồi của anh xịn mồi nhất rồi. Anh là VIP nhất rồi đây này, thấy không? Mồi được trang bị bằng móc vàng cộng 800% may mắn, không có cái nào lớn nhất ở đây nữa rồi. Cái này 800% may mắn cơ à? Ờ. Kinh vậy. Đừng có đùa Bê Quý Thành, các bạn đứng sau anh nên là anh rất có tiềm năng này, dùng hẳn móc câu bằng vàng đi câu cá, các bạn biết như nào rồi, làm gì có ai dùng vàng mà làm móc câu đi cá đâu. Quá chuẩn luôn. Ôi mình yếu quá, mình sang bên này câu chậm quá các bạn ạ. Đấy, bây giờ ốc bây giờ quá yếu các bạn. Yếu quá mình phải sang ở bên kia thôi. 5.000 tiền xu. À sắp sang được khu vực mới rồi. Cố lên các bạn ơi. Mong là mình sẽ câu được một con xịn xò mình đã mất thời gian như thế này. 5.000 rồi, sang khu mới. Sang khu mới đảm bảo là có cá mới các bạn ơi. Đây sang đây câu. Ok, câu đây xem được con gì nha các bạn. Ui, nước màu tím này chắc cá độc lạ lắm nè. Đây rồi, đây rồi. Ốc bên, đoán xem bên này sẽ câu được con gì. Ừ, mới sang mà. Ui, bên này câu giật gọi là giật tụt quần nha các bạn ạ. What? Mà chưa thấy được con cá gì. Lưỡi câu bằng vàng bên này, nhưng mà mình cần phải luyện tập để có sức kéo mạnh hơn các bạn. Mình càng đi xa sang phía bên trên kia thì mình sẽ càng phải gọi luyện tập nhiều, vì ở bên đấy hình như là càng ngày càng ngon cá to hơn. Nhéo gọi đấy đằng xa xa tí kiểu cá nhà táng, cá gọi là cá mập ở dưới đáy đại dương các bạn. Ồ ha, bây giờ em sẽ mở trứng 250 Robux này. À nhầm, không phải Robux mà là xu. Ôi giời ơi. Đây là con gì đây? Xem. Con đìa, một con hươu. Con hươu quá cùi. Đây, ông ấy sắp được rồi. Bên này có vẻ là cá rất là ok này. Câu hai con phát được mấy nghìn luôn các bạn ạ. Trời ơi. Đang hết tiền phát lên 7.000 luôn rồi. Ok, luyện tập tí đi các bạn ơi. Đấy, sang đây mình luyện tập cái chỉ số nó lên nhanh hơn, nó đẩy như tinh phát. À, Bê Quý Thành giờ mạnh gấp đôi ốc rồi. Chả mạnh gấp đôi à, từ trước nay anh giả vờ ngu thôi. Anh mà mua thú cưng xịn nữa, bây giờ anh còn là bá chủ ở đây. Ốc vẫn còn ở bên kia câu luyện tập. Người ta đã sang bên này, người ta chuẩn bị đi câu cá khổng lồ rồi. Ok anh. Luyện tập một phát lên 34.000 sức mạnh rồi các bạn ơi. Ồ, một quả trứng gì đây, 1.200 tiền này, trông đặc biệt đấy. Anh sẽ mua thử một quả trứng màu đen xem được cái gì nha các bạn. Trứng màu đen bí ẩn, ra cái gì? Ra gì đấy? Cáo hoàng gia. Cáo là còn hoàng gia. Đây rồi, trang bị xịn nhất. Ok, con cáo hoàng gia đây. 3x. Đấy, ba con thú cưng của mình. Con ở giữa là con mạnh nhất. Con mặt quỷ xanh lét đấy là con mạnh nhất các bạn ạ. Cái con trông như vua lại yếu xìu. Vua mà lại yếu hơn cả ác quỷ quái vật. Đấy rồi, luyện tập đấy. Các bạn nhìn cần câu của anh, chắc các bạn đang chết thèm. Ngoài đời mà mình có cái cần câu như thế này thì chắc là mình cũng vác ra đường mình đi, ai cũng nhìn của trầm trồ phải không? Rồi đây rồi ạ. Có vẻ là ok đấy ông ạ. Anh sẽ đi ra đây câu thử xem. Lần này sẽ câu được con gì các bạn ơi. Câu được con gì, đoán xem. Đằng xa xa kia anh còn thấy gọi là có khu màu hồng nữa, câu cá kẹo đấy. Ai mà biết được. Ông ơi, đoán xem được cái gì. Được cái gì á? Ui, răng trẻ em và cá gì đấy. Trời ơi, được hẳn, Bê Quý Thành câu một lần được hẳn 4.000 xu luôn mà. Đấy, bây giờ gọi là đi câu cá. Cá này bán với giá trị. Cá bên chỗ ốc gọi là cá rẻ tiền rồi. Cá quá phèn các bạn ạ. Đấy, nói chung là chúng ta chơi, chúng ta chỉ gọi là đi qua các màn này và luyện tập để có sức mạnh và câu được những con cá lớn hơn thôi. Đấy, trời ơi, gọi là giật tụt quần xem được. Ui, cá cưa và cá răng trẻ em. Cá răng trẻ em là cá. Từ nãy giờ được 2-3 lần con đấy rồi, không được con gì khác à? Cho mình câu được cá mập đi. Nói chung là anh rất xịn rồi.
Ở trong cửa hàng thì các bạn có thể mua được cái con thú cưng VIP này 399 notebook, nhưng mà anh đen lắm, anh không cần phải mua nữa đâu. Đấy, nó câu xịn nhất là anh cũng có rồi nha. Đấy, tóm lại là giật lên. Tóm lại là câu cá kiếm xu. Bên anh trở thành đại gia thủy sản. Các bạn ơi, có lẽ là cái video này mình sẽ dừng ở đây thôi, vì mình đã sở hữu những cái đồ VIP nhất rồi. Bây giờ mình chỉ cần câu cá luyện tập như thêm này là mình có thể qua được các màn khác, và nó cũng không có gì để mình phấn đấu nữa. Vì cần câu ở đây là cần câu VIP nhất 899 notebook, và lên câu ở đây là VIP nhất là 899 notebook, 100% may mắn. Các rồi mà. Các bạn nhớ phải xem quảng cáo nha. Đúng rồi, nhớ xem quảng cáo cho anh để hôm sau anh lại có Robux để sử dụng những cái vật phẩm, mua những cái vật phẩm xịn nhất ở trong game cho các bạn xem nhá. Hôm nay là anh mua cái cần câu VIP nhất đây và cái lưỡi câu VIP nhất đây rồi. Đúng, đúng. Không còn gì để anh phấn đấu nữa rồi. Anh có gọi là sức mạnh của các bạn đứng đằng sau anh mà thôi. Vừa câu được con gì màu tím cá luôn. Cá sử thi. Cá sử thi luôn các bạn, ở trong sử thi mới có con cá đấy. Chứ ngoài đời thật hiếm khi câu được con cá đấy lắm. Còn ốc thì vẫn đang đứng bên kia câu mấy con cá đồng đong. Chán lắm rồi, thật chán lắm rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video sau nhé. Đừng quên bấm like video và đặc biệt là xem quảng cáo để anh có chi phí mua những cái vật phẩm xịn sò trong game khác. Và các bạn muốn anh chơi game gì hay là đấu với chị ốc những game gì nữa thì bình luận ở dưới video. Bye bye.